Trương Tử Di lần đầu lộ diện sau thông báo ly hôn, được khen trẻ đẹp. Sự xuất hiện của nữ diễn viên Trung Quốc Trương Tử Di trong một sự kiện gần đây gây chú ý. Đây là lần đầu cô lộ diện sau khi tuyên bố kết thúc cuộc hôn nhân với nam ca sĩ Uông Phong. Ngày 27 tháng 10, Trương Tử Di tham dự sự kiện ở Bắc Kinh, Trung Quốc. Đây là lần đầu nữ diễn viên xuất hiện trước công chúng sau khi tuyên bố ly hôn. Tại sự kiện, cô diện áo sơ mi trắng và chân váy chữ A màu đen thanh lịch. Người đẹp sử dụng các phụ kiện và trang sức đắt đỏ. Người đẹp 44 tuổi để kiểu tóc tết một bên, trang điểm nhẹ nhàng. Cô được nhận xét hơi gầy nhưng vẫn xinh đẹp, rạng rỡ. Nhiều khán giả còn khen nữ diễn viên dường như trẻ hơn sau thời gian ở ẩn. Một số khác chúc mừng Trương Tử Di trở lại cuộc sống độc thân và sớm đạt thêm nhiều thành tựu trong sự nghiệp. Họ động viên nữ diễn viên duy trì tâm trạng vui vẻ dù cô đang phải chịu áp lực từ dư luận khi công khai ly hôn. Ngày 23 tháng 10, truyền thông Trung Quốc đưa tin Trương Tử Di và Uông Phong đưa ra thông báo ly hôn trên trang cá nhân, kết thúc cuộc hôn nhân 8 năm. Cặp đôi có hai con chung và mỗi người được cho là nuôi một con sau khi chia tay. Nữ diễn viên và chồng cũ cho biết họ chia tay trong hòa bình và hy vọng khán giả không đào bới, suy diễn hay tung tin thất thiệt. Tuy nhiên, theo một số nguồn tin, cuộc hôn nhân của Trương Tử Di và Uông Phong đã không còn hạnh phúc từ vài năm gần đây. Người tình cũ của Uông Phong, cựu người mẫu Cát Hội Tiệp, cũng khen ngợi Trương Tử Di sáng suốt khi ly hôn nam rapper nổi tiếng Trung Quốc. Theo Cát Hội Tiệp, Uông Phong chưa bao giờ là người chồng tốt, từng bị bắt cặp hẹn hò nhiều cô gái dù đang trong cuộc hôn nhân với Trương Tử Di. Cát Hội Tiệp từng sinh cho Uông Phong một cô con gái, gắn bó với anh khoảng 3 năm nhưng họ không làm đám cưới. Khi hai người chia tay, Uông Phong giành quyền nuôi con gái. Cô bé này sống với Trương Tử Di, Uông Phong khi hai người kết hôn. Cát Hội Tiệp cũng tiết lộ, Trương Tử Di phải chịu đựng nhiều đau khổ, công minh để đóng kịch một gia đình hạnh phúc trước công chúng. Cô cho rằng, việc nữ diễn viên ly hôn là điều nhiều người có thể thấy trước được. Cát Hội Tiệp chỉ mong con gái riêng của cô với Uông Phong, hiện sống cùng Trương Tử Di không bị ảnh hưởng bởi cuộc hôn nhân đổ vỡ của cha và mẹ kế. Trước sức ép của truyền thông, Trương Tử Di và Uông Phong đều không lên tiếng phản hồi. Tại sự kiện ngày 27 tháng 10, nữ diễn viên hồi ức của một ghe xa từ chối mọi câu hỏi liên quan tới cuộc sống cá nhân. Trong nhiều năm, Trương Tử Di là một trong tứ đại hoa đán đình đám của màn ảnh Hoa ngữ và nổi tiếng trên thế giới. Một loạt những tác phẩm ghi dấu ấn của cô có thể kể tới Thập Diện Mai Phục, Hồi ức của một ghe xa, Dạ Yến, Nhất Đại Tông Sư. Nữ diễn viên 44 tuổi được đánh giá cao bởi nhan sắc đậm nét Á Đông cùng lối diễn xuất đa dạng. Cô có thể thể hiện tốt những vai hành động lẫn những vai diễn đòi hỏi nội tâm sâu sắc. Trương Tử Di giữ phong độ ổn định khi bước vào mảnh đất Hollywood. Thay vì cố gắng tạo vẻ ngoài lộng lẫy trên thảm đỏ, cô nỗ lực không ngừng nghỉ về thực lực diễn xuất. Điều này giúp nữ diễn viên giữ được vị thế vững chắc tại kinh đô phim ảnh nổi tiếng khắc nghiệt nhất thế giới. Tờ ITN nhận xét về Trương Tử Di. Sau khi lập gia đình vào năm 2015, Trương Tử Di không còn đóng phim nhiều. Thay vào đó, người đẹp tận hưởng niềm hạnh phúc làm mẹ và chăm sóc gia đình, trở thành hậu phương cho ông xã tập trung xây dựng sự nghiệp. Trước khi ly hôn, trên trang cá nhân, cô thường đăng tải hình ảnh hạnh phúc của gia đình trong các chuyến du lịch, dịp kỷ niệm. Khán giả hy vọng Trương Tử Di sẽ sớm trở lại với làng giải trí và góp mặt trong nhiều tác phẩm đặc sắc. Nữ diễn viên nổi tiếng cũng sở hữu nhiều hợp đồng quảng cáo có giá trị. Cô liên tiếp lọt danh sách những ngôi sao kiếm tiền giỏi nhất Trung Quốc. Theo Celebrity Network, ngôi sao 44 tuổi hiện sở hữu khối tài sản khoảng 100 triệu đô la. Cảm ơn các bạn đã xem video trên kênh TVT Movie. Nhấn đăng ký kênh để ủng hộ và xem được những video mới nhất nhé!